Thưa quý vị, sau khi kết thúc 3 đợt của chiến dịch xét nghiệm toàn dân, từ hôm nay 18 tháng 8, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức xét nghiệm đợt 4 trên tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, chỉ thực hiện ở những ấp, khu vực có nguy cơ cao và rất cao, chứ không xét nghiệm trên diện rộng, để tiếp tục sàng lọc ra các ca F0 trên địa bàn. Thời gian xét nghiệm đợt 4 diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 8 tại các xã phường thị trấn có nguy cơ cao và rất cao. Cụ thể, tại quận Ninh Kiều và Bình Thủy, người dân của 100% các phường được xét nghiệm. Tại quận Cái Răng, 5 trên 7 phường, quận Ô Môn, 6 trên 7 phường, quận Thốt Nốt, 8 trên 9 phường, huyện Phong Điền, 6 trên 7 xã, huyện Cờ Đỏ, 7 trên 10 xã, huyện Thới Lai, 5 trên 13 xã và huyện Vĩnh Thạnh, 1 trên 13 xã thị trấn. 3 đợt thực hiện chiến dịch xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng trên quy mô toàn thành phố cho kết quả bước đầu khá tích cực. Một số lượng lớn các ca F0 đã được bóc tách ra khỏi cộng đồng. Cụ thể, từ ngày 9 đến 17 tháng 8 qua xét nghiệm phát hiện 510 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, còn 171 mẫu đang chờ kết quả.